À, vâng, em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê diều sáo nhá. Thì hôm nay lại em lại có dịp quay lại thăm một nghệ nhân, nhà nghệ sĩ, nghệ nhân làng diều Song Vân, là nghệ nhân Tạ Xuân Vũ nhá. Đây, đây cổng nhà anh đây. Như có thấy là vào thăm anh đang làm diều. Đây có thấy nhá. Vâng, xin chào anh Vũ nhá. Ôi, chào em. Vâng, chào anh. À, lâu lắm nay lại vào thăm anh Dũ làm rồi, diều. Rồi, chào em. Vâng, chào anh. Chào em. À, cái không gian diều bác dạo này thế nào? Vâng, bác em ơi. Không gian diều nhà anh dạo này vẫn đang tạm rất ổn. Vâng. Rồi, xin chào tất cả các bà con, cô dì, chú bác gần xa trên mọi miền tổ quốc yêu sáo diều này đam mê cùng với Xuân Vũ nha. Vâng. Gửi lời chào chúc một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi, chào mọi người. Không gian diều của anh dạo này vẫn là bình ổn, đang để làm một số diều để chiên cho khách hàng một năm mới, để tôi là giảm giá và cũng là đặt đưa đến niềm đam mê tới tất cả mọi miền, cho bà con mọi miền trên tổ quốc. Đấy, không gian diều của anh thì bây giờ là đang tạm ổn, rất là đầy đủ các loại sáo và loại diều để cung cấp cho bà con một năm mới, đón chào một năm mới, một năm dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi, xin chào bà con nhá. Đây là đang nói về đến không gian diều của anh đây, hôm nay là em đến nhà chơi. Cũng trong không khí tưng bừng của năm mới, anh xin giới thiệu là chương trình của sáo diều của Xuân Vũ. Đây, năm mới đây anh làm đây, cái không gian diều của anh đây có cả diều các loại và các cái cỡ đầy đủ để phục vụ cho bà con. Mọi cái vấn đề yêu cầu niềm đam mê của mình, ai thích loại nào cũng có loại đấy. Sáo dàn có, sáo to có, sáo nhỏ có, đều hầu như là năm nay là Xuân Vũ muốn là để cho mọi người trên mọi miền cùng niềm đam mê với Xuân Vũ là tuyệt vời, và với đón chào một mùa một xuân mới. Năm Tân Sửu, năm 2021, một năm an khang thịnh vượng. Đây, lời đầu tiên cho Xuân Vũ gửi lời chúc là đại gia đình mình một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng. Để giới thiệu với bà con cô dì chú bác anh các anh chị gần xa, năm nay là Xuân Vũ có mở mang thêm một số sáo, là sáo dàn và sáo to và sáo các loại sáo đơn, sáo dàn. Đây là con đầu tiên là giới thiệu. Em đã đâu rồi? Đây con sáo to nhỉ? Con sáo to, em đã trầm gầm ngay con sáo to. Sáo này để sao quên. Con này là dài 1m2. Dài 1m2. Con này là sáo dài 1m2. Là đường kính là 270. 270 có nghĩa là con này D270. Con này là coi như là một chiếc sáo coi như là D270. Đấy bà con cô dì chú bác hay đây, con này phải đeo con có 8m. Con diều 8m thì mới đeo được con sáo này. Đấy, đấy là con sáo to. Và đây để tiếp theo. Đấy là hôm nay sáu bộ sáo dàn, đây là bộ hoa đàn 37 quả. 37 quả bà con ơi. Rất là tuyệt vời đây, bộ hoa đàn đây là em đặt nhân bộ hoa đàn lên đây. Con này cái sáo dàn này nặng không anh? Con này không nặng đâu, đeo con này là đeo quay con diều 6m. Diều 6m là đeo được bộ hoa đàn này là 37 quả. Bộ hoa đàn này là mang lại một cái không gian không khí của tưng bừng như là một ngày hội luôn. Và rất là vui, nghe tiếng sáo là nó êm du và rất là đầy đủ với cái thành phần thâm âm thanh. Tức là bộ hoa đàn này với giá trị của nó là 6 triệu. Đấy, nếu mà 37 quả. 6 triệu. Bà con cô dì chú bác, nếu mà ai mà thích cả bộ sáo dàn là sẽ đến với Xuân Vũ thì sẽ có tất cả những niềm đam mê của mình và được theo như ước muốn. Đây là một bộ hoa đàn. Con này đeo diều mấy mét anh nhỉ? Đeo bộ con này đeo diều 6 mét. 6 mét là đeo được con bộ hoa đàn này là... là 37 quả. 37 quả. 37 quả. Đấy, đấy. Đây. Thế còn cơ quay kia anh lên để em giới thiệu bộ đàn bò. Để tiếp theo là bộ bò đàn. Bò đàn. Nếu mà ai mà mất trâu mất bò mà có cái bộ này về lại tìm được trâu thì bò luôn đấy. Thế bà con cô chị chú bác để xem bộ hoa đàn bò này. Để kêu đi, cho kêu đây, xong cho kêu cái này. Nào. Em quay cho đồng. Cụ Hương à? Như này. Đấy. Đấy, tiếng kêu rất là đấy, okay. Rất tuyệt vời. Đây là vụ đàn bò gỗ hương, gỗ hương quan phun đồng và đồng. Quan phun đồng à, coi như là gắn đai đồng. Nếu bộ này bán mấy tiền anh? Bộ này bán là 2.8 triệu. Triệu bộ 8 này coi như thế là 15 quả, 13 quả, 2.8 triệu, 10.000. Đeo diều bằng gỗ hương, vừng bằng gỗ hương. Vừng hương. Đấy, tất cả là tất cả. Bộ này thì đeo diều bao nhiêu? Khoảng bộ này là đeo diều độ quãng độ 3.5 mét. 3.5 mét là đeo bộ này vô tư. Đấy. Đây là bộ đàn bò. Đàn bò. Đàn bò. Bộ kia là bộ còi. Còi cưa. Còi cưa. Đâu thử xem còi cưa. Bộ còi cưa. Đấy, kêu này.
bà con cô dì chú bác nghe âm thanh. Đấy, bộ khỏe chưa? Rất là tuyệt vời. Bộ này thì xin kính chào bà con. Bán nếu bao nhiêu tiền đây? Yêu thích những bộ đoàn bộ này là coi như giá trị của nó chỉ có 1.2.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quả. 11 quả mới. Chỉ có 1.2 là được 11 quả. Bộ khỏe thưa này. Đấy. Bà con cô dì chú bác nếu mà ai yêu thích mà sáo diều, sáo dàn, sáo dàn hãy đến với Xuân Vũ. Đấy và các tất cả các loại sáo. Đây là sáo đơn, à sáo đơn. Đây là giới thiệu về sáo, sáo đơn đây là một con D110. Giá trị của sản phẩm là 500.000. Vâng. 500.000 trên một chiếc sáo đơn. Đấy. Đấy, kêu ui u đi đi. Ui. 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 Đấy, tất cả các loại sáo, sáo D95, D95 thì 300, D80 thì là 200. Bà con cô dì chú bác nào nếu có nhu cầu cần cung cấp sáo diều, Xuân Vũ sẽ cung cấp. Thế còn đây là một con diều khổng lồ nhất của nhà Xuân Vũ. Hiện tại bây giờ đang sử dụng. Con này là đã là thả 5 gió rồi. Con này là 4 mét là cung chưa co, là 4 mét và đeo sáo D13 130. Đấy, nhưng mà bà con cô dì chú bác đây nhìn cái không gian diều của Xuân Vũ thì đủ các loại. Đấy, tóm lại từ 1 mét trở lên đều có hết, nói chung các loại diều để cung cấp phục vụ bà con cô dì chú bác một năm mới là đến với Xuân Vũ là không ai phải về không, mà phải không ai nhỡ muốn loại nào, nếu không có đặt lại có luôn. Thế nên là rất mong muốn bà con cô dì chú bác cùng niềm đam mê với Xuân Vũ. Đây là một số sáo, một số diều nữa đây bên trên này. Vẫn còn rất nhiều các loại giấy bóng và vải. Đây như con diều vải như xanh xanh trên kia. Đấy, con diều vải xanh xanh trên kia là 3 mét. 3 mét. Con diều trong xanh 3 mét này là Xuân Vũ chỉ lấy con 500.000 một con diều xanh đấy thôi. Đấy, con diều vải thì là 400.000. Bà con cô dì chú bác nếu mà ai có yêu cầu, nhu cầu yêu thích sáo diều cùng với Xuân Vũ niềm đam mê thì hãy đến với Xuân Vũ. Đây trong không khí tưng bừng hôm nay là đây vị con như thế này. Đây nếu một con sáo con diều, diều này như thế này là 1m8. 1m8 Xuân Vũ chỉ lấy có 200.000 không sáo. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Cả sáo này bao nhiêu? Cả sáo là quay như là 270.000. Đấy, 270.000. Sáo 70.000 nữa. Đây rất là tuyệt vời. Nếu bà con cô gì chú bác nào yêu thích sáo diều. Đây có những con như thế này là ví dụ như diều giấy bóng như thế này là 2,5 mét, Xuân Vũ chỉ lấy có 300.000 không sáo. Cả sáo là 450.000. Đấy. Những cánh diều rất là tuyệt vời, những con này đã được quay như đưa lên cung trời trên không trung rồi và cũng đã được thử rồi, bao nhiêu gió rồi. Đây, rất là tuyệt vời. Những con như thế này là Xuân Vũ cũng chỉ lấy có 300.000. 2,7 mét này là con 2,7 mét này là 350. 2,7 mét là 350, cả sáo là đi là 500.000. Đấy, bà con cô dì chú bác, các anh các chị yêu sáo niềm đam mê với Xuân Vũ đến với Xuân Vũ đây. Xin chào mọi người nha, đây một con cây diều rất là đẹp rồi, tuyệt vời. Tổ quốc ta ơi, đang vẫn chờ đón các tình yêu với các tình yêu, với các nhà đang yêu niềm đam mê cùng với sáo diều, cùng với Xuân Vũ nha. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Nếu có gì mà theo số điện thoại của YouTube của Xuân Vũ sẽ đến phục vụ tận tình. Đây như con này là một mình Xuân Vũ có thể đâm được, hai người cầm dây, nhưng phải hai người cầm dây. Đây, con này là 4 mét. 4 mét thì một mình Xuân cũng có thể đâm được, có thể thả được. Nhưng mà phải hai người cầm dây. Đấy, rồi ôi. Đây, con này to, to lắm, dựng ra luôn. Rồi, đây là một con diều 4 mét của Xuân Vũ đã được thả được mấy gió rồi. Tất cả bà con, cô dì, chú bác, nếu ai có nhu cầu, yêu thích sáo diều, thích loại nào đặt Xuân Vũ, ok. Xuân Vũ sẽ gửi lời kính chúc và rất hân hạnh được đón tiếp tất cả các gia đình, các anh chị. Còn những con bé bé này là nó chỉ có 1m3 mà 1m2 thôi. Đấy, có 150 một con không có sáo, cả sáo là 200.000. Đây bà con cô dì chú bác xem, rất là đẹp, bồng bềnh sáo diều của Xuân Vũ đây, đây. Các cháu nhỏ mà nếu yêu thích với Xuân Vũ cũng đến với Xuân Vũ để đem niềm đam mê của mình cùng với tuổi thơ. Đấy, những cánh diều để cho lên trên trời bao la mây cao và gió lộng nhá. Rồi, xin chào tất cả các bà con cô dì chú bác hãy đến với Xuân Vũ nhá. Vâng, xin cũng cảm ơn anh nhá. Rồi, đây chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng và chúc sức khỏe bác. Hôm nay
là cũng muốn giới thiệu tất cả với bà con cô dì chú bác về đến với Xuân Vũ, về đến với bộ cung. Những bộ cung thì đây là Xuân Vũ, những bộ cung như thế này là Xuân Vũ đã được tạo hóa và gót xong rồi và đẹp đẽ và đánh dấu để chuẩn bị trương, để chuẩn bị khâu. Đây được đánh dấu cân bằng và các bên để cho nó cân đối bằng nhau, hai đôi cung nó phải bằng nhau, phải đều và đẹp. Đấy, tóm lại là nó phải là có một cái sự tự nhiên chứ không được uốn cứng. Nó tóm lại là đều như chia luôn. Đấy, những cánh diều như thế này. Đây là những bộ cung đã được đấy, còn đây là che.